Dạ rồi, xin chào anh chị em khách hàng đã quay trở lại với kênh của Kho Hàng Thành Phước. Thì hôm nay em lên cho anh chị em một cái video để giới thiệu đến em là cái lô đồng hồ của nội địa Nhật ha. Đó, đây là lô đồng hồ để bàn hàng nội địa Nhật mới về bên kho của em luôn. Thì bây giờ ở đây nó có mấy loại thì em sẽ giới thiệu chi tiết qua từng loại cũng như em báo giá cho anh chị em mình luôn nha. Cái đồng hồ của Nhật thì anh chị em mình biết rồi ha, cái độ bền của nó rất là cao luôn nha. Rồi, hầu như là đều đã qua sử dụng rồi nhưng mà còn rất là đẹp luôn, thì em sẽ quay chi tiết vào một số cái sản phẩm cho anh chị em mình xem nha. Rồi, thì đầu tiên thì ở đây nói em lên cho anh chị em là một cái mẫu đồng hồ để bàn. Đó, cái này á là nó màu xanh ngọc nha. Đó, xanh ngọc, xanh rêu, rất là đẹp nha. Rồi, cái này á, đó, đây là của thương hiệu là Seiko ha. Đó, Seiko Japan nè, đó, chữ Japan, rất là đẹp. Ở đây nó có cái quả lắc nè, thấy không? Anh em để cân bằng bỏ pin vô là nó sẽ tự động nó xoay nha. Rồi, còn đây là về cái mặt sau, tổng thể mặt sau thì anh em biết rồi ha, nó có hai cái khe pin, một khe trên và một khe dưới nha. Một cái khe dưới là chạy cái đồng hồ, còn khe trên là chắc chạy quả lắc nha. Rồi, thì đây nó có thương hiệu Japan ở đây luôn. Còn rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, nói chung những cái đồng hồ mà đồng hồ để bàn á, người ta cũng không có đụng địa gì tới đâu, cho nên nó rất là đẹp. Chỉ khi là nó sẽ có một số cái là cái pin nó hư á, để lâu quá là nó hư, nó chảy ra, nó bị xét xét ngay chân pin rồi mình vệ sinh lại là ok rồi. Rồi, thì cái con này thì em cũng đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn nha. Rồi, chiều ngang của con này là 17cm nha anh em. Chiều cao của nó là 22 ha, 17 × 22. Còn độ dày của nó là 7cm nha. Rồi, thì con này là mã số 1 đầu tiên ha. Bên em bán cái con này với giá là 1 triệu nha. Tình trạng còn rất là đẹp luôn nha. Những cái con ở đây nó đẹp thì anh em có thể mua để sử dụng hoặc trưng bày hoặc là biếu tặng cũng rất là ok nha. Rồi, con này là mã số 1, giá là 1 triệu. Ghi số ở trên. Rồi, 1 triệu. Rồi, ok, anh em nào quan tâm con này thì inbox cho em. Rồi, tiếp theo tới con số 2. Đó, đây là con số 2, con này cũng để bàn luôn, con này bằng thủy tinh nha anh em. Đó, cái này là nó cũng bằng thủy tinh. Rồi, còn bên đây thì nó có si như là si vàng đồng anh em ha, nhưng mà cái này đó tình trạng thì đã qua thời gian ha, nó này nó có cái vết của thời gian rồi. Thì nó bị tróc si ra nhẹ nha, nhẹ thôi, chứ nếu như anh em nhìn tổng thể như vậy thì cũng còn rất là đẹp, cũng chả thấy gì nha. Rồi, thì con này là của thương hiệu Seiko nha anh em. Đó, dưới đây cũng là Japan nè. Rồi, con này thì em cầm trên tay rất là chắc tay, rất là đẹp luôn ha. Tổng thể phía trước với phía sau nó nè, còn đây là cái bộ máy của nó. Đó, trong đây cũng sử dụng một cái viên pin thông dụng luôn nha. Nó cái máy cũng của Japan luôn. Rồi, rất đẹp, đầy đủ cho anh em mình luôn. Đó, thì cái con này á thì để em gài nó lại. Rồi, con này á, đây, nó đây có chữ Japan luôn nè. Rồi, con này thì của Seiko ha. Rồi, em đo sơ kích thước cho anh em mình luôn đi. Đó, đo sơ kích thước cho anh em mình để anh em mình hình dung cho dễ nha. Rồi, chiều ngang của con này là 15cm nha, 15. Còn chiều cao tổng thể của nó là 21 nha, 15 × 21. Còn về độ dày của nó là 5cm ha. Rồi, con này thì mã của nó là mã số 2. Con này giá là 1 triệu 3 đi. Rồi, mã số 2 giá 1 triệu 3. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo tới cái con này. Con này là con quả lắc nha anh em. Đó, Citizen, quả lắc. Con này cũng tình trạng cũng còn đẹp nha. Về anh em vệ sinh lại là đẹp tuyệt vời cho anh em mình luôn. Thì nó có quả lắc nè. Rồi, cũng là cái này là của thương hiệu là Citizen nha. Đó, Japan nè. Tình trạng ngoại hình thì cũng còn tương đối khá là đẹp luôn. Ở trên nó có cái quai sách cho mình luôn nha. Rồi, còn đây là mặt sau nha anh em. Đó, Japan nha. Nguyên cái máy cũng của máy Nhật luôn. Pin và pin thông dụng nha. Ở dưới đây nó có một cái viên pin nữa là pin trung. Cái viên pin này là anh em để vô để chạy quả lắc nè. Đó, rồi. Thì cái con này em cũng sẽ đo sơ kích thước cho anh em mình luôn. Kích thước của nó là chiều ngang của nó ha. Chiều ngang là em tính cái phần khung trên đây thôi là 17cm nha. Còn nếu như mà đo ở dưới đây thì tới khoảng là 20 lận nha. Rồi, chiều cao của nó nè. Chiều cao của nó là 26cm nha. Đó, rồi, còn độ dày của nó ha. Độ dày ở trên đây là 9, còn ở dưới đây là 10.5 nha. Rồi, thì con này là mã số 3. Đó, mã số 3, con này giá là 1 triệu 4 nha anh em. Đó, Citizen, mã số 3, 1 triệu 4.
Đó. Rồi anh em mình thích con nào cũng như cái mã nào thì báo cho em nha. Rồi tiếp theo em tới một cái con đồng hồ đĩa bàn. Đó. Đây. Rồi. Đó, cái con này thì mặt gỗ nha anh em. Đó, cái này là mặt gỗ ha. Gỗ này đó, cái này là gỗ công nghiệp nha. Rồi, thì đại khái cái mặt này, cái con này á, thì anh em có thể mở ra nè. Nó mình mở ra bên trong nè, nó dạng như là để bàn cho nó đứng đứng vậy nè. Nó có hai mặt ha anh em. Đó, ví dụ để như vậy. Một mặt á thì nó là cái gì y như là một cái thiệp chúc sức khỏe hay cái gì vậy ha. Nó tiếng Anh nè. Đó. Rồi còn một mặt như vậy, anh em mình về thì mình cứ để trang trí cho đẹp ha, để trên bàn như vậy cũng rất là đẹp nè. Rồi còn không thì anh em ghép lại thì thành một mặt như vậy thôi. Nó nói chung là mình thích như thế nào thì mình để như vậy. Rồi, ở trong đây là cái bộ máy, nằm trong đây máy còn rất là đẹp luôn nha anh em. Tochigi Toki Japan nha. Đó, rồi máy còn rất là đẹp, pin tiểu thông dụng luôn. Rồi thì cái con này á, để em đo kích thước cho anh em mình nha. Rồi kích thước chiều ngang của nó là 19 nè. Nó 19.5 gần 20 luôn á anh em. Còn chiều cao của nó là 19 ha. Rồi thì đại khái con này nó hơi vuông vuông. Ngang 19, cao 19 đi. Rồi con này là mã số 3, mã số 4 nha. Con này là mã số 4 nha anh em. Rồi mã số 4 con này giá là 900k. Đó 900k mã số 4 nha anh em. Đó đây, giờ ban đây. Rồi 900k mã số 4, tình trạng còn khá là đẹp luôn. Rồi số 4. Rồi 900k. Rồi tiếp theo em qua tiếp cho anh em một cái mã nữa. Đó con này chung hiệu với con hồi nãy luôn nè. Đó nhưng cái con này nó khác một chút là cái con này á, là anh em treo tường. Nó tại cái chân nó không có bằng phẳng. Thì ở đây nó có hai cái khóa cho mình nè, mình khoan lỗ lên tường là mình treo tường thôi. Đó, cái con này thì ngoại hình còn rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi cái con này á thì tổng thể như vậy, còn đây mình mở ra, nó anh em mở ra nè, cái này mình treo lên tường và mình mở ra mình có một cái ngăn bí mật ở trong đây nha. Thì cái này anh em có thể treo chìa khóa hoặc là vàng dòng nữ trang trang sức gì đó ha. Nó mình treo ở phía sau cái đồng hồ thì thường người ta cũng không có để ý nhiều nha. Rồi cái này cũng của Nhật luôn nè, còn rất là đẹp nha. Đó. Rất là ok ha anh em. Đó. Rồi đây cũng cái máy cũng như anh kia thôi, nó Tochigi nè, Japan nè. Đó. Rồi thì cái này pin tiểu thông dụng luôn. Rồi ok, con này thì giá là 900k luôn anh em, đồng giá luôn 900k, con này là mã số 5 ha. Rồi mã số 5 900k, để em đo sơ kích thước cho anh em mình luôn đi chứ để mất công anh em không biết nữa. Rồi, cái này là ngang 19 nha. Còn chiều cao nè, chiều cao tới phần trên cùng luôn á là khoảng là 26 nha. Rồi 19 nhân 26, độ dày thì 6 cm nha. Rồi con này mã số 5 giá 900k. Rồi ok, mọi thứ chỉ có một con thôi anh em ơi, không con nào giống con nào hết á. Rồi tiếp theo là em lên tiếp cho anh em nữa là một cái con nữa. Đó con này thì dạng như là nó hơi giống giống bức bình phong đó anh em, hơi giống giống thôi nha. Đó xếp lại về, còn anh em mở ra thì mình để bàn thì mình mở ra như vậy, con này thì còn rất là đẹp ha. Đó mình mua, mình có thể là mình đó mua để biếu tặng cũng được và sử dụng cũng được, để trên bàn thì nhìn nó đẹp lắm nha anh em. Rồi nó cái này là nó có cái tem của Kansai ở đây luôn nè. Rồi cũng của Nhật luôn, tình trạng thì còn đẹp, nó hơi giống giống cái bức bình phong đó. Rồi thì anh em ấy có thể gấp lại hoặc mở ra tùy thích anh em nha. Còn bộ máy thì nằm phía sau đây. Đó, máy này cũng là của giống của hai anh kia luôn, Tochigi ha. Đó, Japan nè. Rồi, pin là pin tiểu thông dụng nha, hàng nội địa Nhật. Rồi, còn đẹp. Thì đây em đo sơ kích thước cho anh em mình luôn. Kích thước tổng thể khi em mở ra đi ha. Rồi, khi em mở ra kích thước tổng thể của nó là 47 nha. Đó, chiều dài của nó là 47, chiều cao là 22.5 nha. Còn cái đường kính của cái đồng hồ á, đường kính của cái đồng hồ là 12.5 nha. Đó. Rồi con này thì bên em đang bán với giá là 900k luôn đi. Đó anh em nào mình chốt con này thì lấy nha, cũng còn khá là đẹp luôn. Rồi con này mã số 6 nha anh em. Mã số 6 900k. Đó. Dán lên trên mặt kính luôn cho dễ.
Rồi mã số 6 900k. Rồi tiếp theo thì em lên tiếp cái mẫu đồng hồ để bàn này. Đó đây. Rồi đây là đồng hồ để bàn cũng khá là đẹp ha anh em. Đó đây nè, cầm trên tay nè, khá là đẹp. Với lại cái này không chỉ để bàn đâu, anh em có thể treo tường cũng được nữa. Tại vì cái này nó có cái móc này để mình treo lên tường nè, hai móc phía sau nè. Rồi còn nếu như mình muốn để bàn thì mình để thôi, bởi vì cái chân nó bằng phẳng. Rồi và con này nó cũng có cho mình một cái ngăn bí mật nha anh em. Đó, cái ngăn bí mật là cái ngăn này anh em kéo qua bên. Đó, thấy không? Cái ngăn bí mật này thì cũng như con kia thôi, nó cũng có là những cái móc ở đây để anh em móc vàng, vòng trang sức nữ trang hoặc chìa khóa hoặc cái gì đó ha. Hoặc là anh em nào mà mình mua về mình giấu tiền, giấu vợ rồi ha, nó quỷ đen rồi nó, mình mua cái này rất là ok nha. Rồi thì cái này á là rồi, cái này thì cái mặt trước nó là đồng hồ, còn em sẽ mở mặt sau để coi cái bộ máy của nó đi. Đó, cái này cũng made in Japan luôn nha anh em. Đó, máy của nó là Rhythm. Rồi, rất là xịn sò cho anh em mình luôn nha. Rồi, cái máy còn rất là đẹp luôn anh em, mới xanh luôn nha. Con này nói chung là cái ngoại hình và cái máy đều rất là đẹp luôn. Rồi, thì con này em đo cái chiều ngang của nó cho anh em mình nha. Ngang á là em đo phần hông đó nghe anh em, cái hông hông này, chứ còn dưới đây là nó dài hơn nè, em đo dưới trước nè. Dưới đây là 35 nè. Còn trên đây á là 20, ủa dưới đây là 25 nè. Còn ở trên đây á là 22.5 nè. Đó, còn chiều cao tổng thể ha, tới cái vách này thôi thì là 24.5, nhưng mà tới cái phần ở trên đây á là tới là 25.5 lận ha. Đó. Rồi còn độ dày nè, độ dày em đo dưới phần chân nè. Đó là 9 cm nha. Đó, rất là hay. Con này có cái ngăn bí mật ở trong đây rất là hay ha. Kéo ra kéo vô, không kéo không ai biết đâu, nhưng em đem về mà em kiểm tra hoài mới thấy á. Rồi, ngang là 25, còn cao là 30, tổng thể tới trên nóc là 30. Rồi, đồng hồ chạy ngon lành. Con này là mã số 7 nha anh em. Rồi, mã số 7 này thì giá là 1.300.000 nha anh em. 1.300.000. Đó, có ngăn bí mật luôn, anh em có thể cất giấu trang sức nữ trang hay cái gì cũng rất là ok nha. Anh em yên tâm đi, mọi cái nó chỉ có một cái thôi, không có con nào giống con nào đâu. Nó cái con bên đây á, thì nó cũng có ngăn bí mật luôn, nhưng cái mẫu khác nha. Đó, đây cũng có một cái ngăn bí mật luôn nè. Đó, hai cái con này nó cũng tương đương tương đồng với nhau. Đó, em để gần gần về cho anh em nào, thí dụ anh em nào mà mua cặp thì quá ok rồi ha. Đó, đây nè, hai con này nếu như để gần gần lại nè, nó khác mẫu nha anh em, nhưng mà nó cái công dụng nó như nhau. Đó, này chỉ có hai con thôi. Rồi thì cái con này là con số 8 nè. Đó, em lên cho anh em, cũng có một cái ngăn bí mật ở trong đây nha. Đó. Rồi. Cái hiệu thì khác cái bên kia một xíu. Trên đây thì nó có cái quai nữa, mình vừa xách được, vừa treo được, vừa để bàn được nha. Rồi cái này cũng cái máy này nó nằm vậy. Rồi cái này cũng hàng nội địa Nhật luôn. Rồi máy còn mới đẹp luôn nha anh em, rất đẹp, pin là pin tiểu nha. Đó. Rồi thì cái con này thì cũng đồng giá với con bên kia luôn đi. Đó ha, đồng giá với con kia. Cái này là mã số 8 nha anh em. Rồi thì cái này em đo sơ kích thước đi. Kích thước chắc em thấy nó cũng xem với cái con vừa rồi á ha. Tổng thể dưới đây là cũng 25, cao cũng khoảng là 30. Rồi thì đại khái nó hai con nó xem nhau. Con này là mã số 8 nha anh em. Mã số 8 đồng giá với con số 7 luôn, là 1.300.000. Rồi. Đó, anh em nào mà mình đang có nhu cầu thì mình lấy cặp này đi anh em. Cặp thì ngon lành ha, cặp thì em bao ship luôn. Đó, anh em lấy cặp này đi em bao ship luôn cho nó đẹp. Rồi. Ok, tiếp theo thì em lên tiếp cho anh em là một cái đồng hồ quả lắc nha. Đó, đồng hồ quả lắc. Nó đây là của Citizen. Nó cái này cũng tình trạng còn rất là đẹp luôn anh em thấy không? Nó có chữ Japan ở dưới này. Đó, thấy không? Xịn sò, đẹp, nội địa Nhật. Đây có cái quai luôn, anh em để bàn cũng được mà anh em xích xách đi cũng được luôn. Đây là cái máy ở phía sau nữa nha. Cái máy thì quá đẹp rồi. Rhythm. Đó, Japan nè. Rồi pin là pin thông dụng luôn nha. Rồi quả lắc rồi, ở dưới đây có một cái ngăn pin nữa, pin này dành cho quả lắc nha anh em. Đó. Rồi, ok. Đó, rồi, đồng hồ giờ giấc chạy ok.
ngoại hình tổng quan còn đẹp, để em đo cái kích thước cho anh em mình đi. Đó, kích thước thì về chiều ngang. Chiều ngang của nó nè. Chiều ngang ngay cái phần hông là khoảng là 19 nha anh em. Còn ở dưới tổng thể, ngang tổng thể ở dưới là tới 22 lận. Còn về chiều cao ha, chiều cao tới ngay phần này là 30 nha. Còn lên tới cái tay sách ở trên đây là tới 35 lận. Đó. Còn về cái độ dày của nó ha, độ dày ở phần hông là 9 nha. Còn tổng thể độ dày là 11 nha. Rồi, thì con này nó thiết kế trong suốt như vậy, đẹp, Citizen. Đó, Nhật Bản, con này là mã số 9 nha anh em. Rồi, mã số 9 giá của nó là 1.400.000. Rồi, ok, cũng một cái duy nhất thôi. Rồi, tiếp theo thì em lên cho anh em một cái đồng hồ gỗ nha. Đó, đây là đồng hồ gỗ của Nishino. Nó thương hiệu Nishino. Nó là cái đời đầu, đời ngày xưa của Nhật á. Thì những cái này thì nó rất là đẹp về cái thiết kế với lại cái phong cách của nó cổ điển nha anh em. Đó, đây cũng của Nhật nha, Japan nè. Rồi, thì cái này em cũng đo sơ cái thông số cho anh em mình luôn. Cái máy phía sau thì anh em thấy không, nó sử dụng một cái viên pin đại nha. Đó, viên pin đại. Rồi, nó đây nè. Matsushita nè, nó electric nè. Đó. Rồi, thì cái con này á là nó sử dụng một cái hộp gỗ bự nè. Rồi, em đo sơ cái thông số cho anh em mình luôn kích thước nha. Chiều dài của nó là 34.5 nha. Còn chiều cao của phần hông này á là 22.5. Còn ở trên bay, ở viền bên hông này là tới 23.5 nè. Còn cái đường kính của cái mặt đồng hồ nè, đường kính của cái mặt đồng hồ là 17cm nha. Độ dày thì rất là dày rồi. Độ dày này là khoảng là tới 9 luôn nha. Rồi, thì con này á thì sử dụng pin. Nó mặt gỗ rất là dày dặn, rất là đẹp ha, rất là cổ luôn. Thì cái này thì bên em đang bán với giá là 1.700.000 nha anh em. Rồi, cái này là mã số 10. Mã số 10, 1.700.000. Rồi, ok anh em, thì em mới giới thiệu xong một số cái mẫu đồng hồ để bàn của Nhật cho anh em mình ha. Anh em mà mình quan tâm tới cái mẫu đồng hồ nào á thì cứ vui lòng điện thoại nè, hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giúp em nha anh em. Đó, còn những anh em nào mà mình mới xem kênh của em lần đầu á thì vui lòng cho em xin nút like và nút đăng ký kênh để không bỏ qua những cái video mới cũng như là những cái sản phẩm mới bên em nha. Dạ rồi, em cảm ơn và hẹn gặp lại các anh em trong mấy cái video sắp tới ạ.